Sao chỉ có cái này thứ thế này? Rõ ràng là nó ghi trên web là nó còn cái gì, thẻ chứng nhận rồi phong bì rồi, trời ơi, mua về hàng đều thôi, không biết là ở đâu nữa. Trời ơi. Gì đây? À đây rồi, hai cái phần còn thiếu. Chúng ta sẽ có một cái phong bao lì xì đến từ Sơn Tùng NTP này. Ngoài ra thì chúng ta còn có gì nhỉ? Chúng ta còn có một cái thẻ chứng nhận sản phẩm. Đây là hàng hàng xịn này, original, không phải hàng fake này. Trong cái phong bao lì xì này chúng ta còn có một thứ nữa. Wow. Đây là một cái thư tay đến từ Sơn Tùng NTP. Để xem nó viết cái gì nào. Hello hi hi. Lần đầu tiên Tùng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới đại gia đình Sky. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới tràn ngập niềm vui mà tràn ngập hạnh phúc và tràn ngập may mắn. Đặc biệt là phải luôn có một sức khỏe thật tốt nhoé. Lời nói thứ hai là lời cảm ơn Sky đã luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ, che chở và đồng hành Tùng suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn nhiều lắm lắm. Rồi cứ cùng nào. Lời cuối cùng, tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ MTP trong những chặng đường sắp tới. Mọi tay khóa rồi, Tùng xin dừng bút tại đây. Mày viết có một tí để kêu mỏi tay à, lười vãi.